Sau khi chết cũng sự thèm muốn mà khi sống đã thúc đẩy họ làm bao nhiêu chuyện tệ hại sẽ hóa mạnh mẽ gấp bội. Nhưng nay họ không còn cách nào thỏa mãn được ham muốn ấy khi đã mất thân xác vật chất. Dục vọng không phải chỉ thuộc về thân xác mà nó còn thuộc về thể tình cảm và là một trong những cách sinh hoạt của thể này. Tên khác của cõi tình cảm là cõi dục vọng. Ở nơi đây, những ham muốn với cảm xúc lộ ra không một chút suy giảm. Lòng ham muốn với trọng lực của nó bây giờ dày vò sâu xé con người cả trăm lần hơn khi còn sống. Đó là sự đau khổ mà không ai có thể phủ nhận, nhưng cũng không ai có thể nói rằng người nghiện rượu đang bị trừng phạt. Việc xảy ra chỉ là luật của nhân quả tác động và con người gặt cái mà họ đã gieo. Nay họ nhận lãnh kết quả của hành vi trong kiếp vừa qua, nhưng họ không bị trừng phạt. Họ tạo cho mình lòng ham muốn nên bây giờ bị đau khổ. Thời gian mà nỗi vò xé này diễn ra có vẻ như vô tận đối với họ, nhưng trên thực tế nó chỉ kéo dài vài ngày, vài tuần hay vài tháng. Họ có thể tưởng tượng để thỏa mãn cơn thèm được rất ít, như tạo hình tư tưởng về rượu và tưởng tượng như đang uống. Họ cũng có thể tưởng tượng hương vị của rượu nhưng không sinh ra được kết quả, tức không có cách chi họ có được sự khoái lạc như khi uống rượu ở trên cõi trần. Họ có thể có được khoái lạc gần giống bằng cách tới nơi người sống uống rượu và thu lấy hơi rượu nồng bay lên. Hơi rượu sẽ cho họ chút thỏa mãn rất ít oi. Họ không thấy khoái lạc mấy, nhưng có còn hơn không. Và đó là cái khá nhất có được lúc này khi họ không còn thân xác. Vậy đây là trường hợp của người có thể nói là đã rơi vào địa ngục. Dĩ nhiên là không kéo dài đời đời, nhưng đủ lâu làm cho người ta điêu đứng khổ sở và cho là vô tận. Cái đáng nói là không ai có thể giúp được họ, tức ngăn không cho họ chuyện như vậy xảy ra. Điều duy nhất có thể làm là giải thích cẩn thận cho họ biết chuyện gì đang diễn ra, lý do của sự việc, và cho hay cách giải quyết duy nhất là mất đi lòng thèm khát. Vì bao lâu dục vọng còn chưa dứt bỏ hay tàn lụi thì còn đau khổ. Sớm hay muộn họ sẽ nhận thức được việc này và giai đoạn luyện tội chấm dứt. Kế tiếp, thử xét trường hợp người hà tiện rít gióng thu góp vàng bạc trong đời và giấu nó ở nơi chỉ có họ biết. Hãy tưởng đến sự hài lòng vui thích của họ lúc còn sống khi tới chỗ bí mật này, vốc tiền trên tay cho từng đồng tiền vàng hay giấy bạc rơi xuống đống tiền bên dưới. Hãy tưởng tượng họ kêu lên khoái trá: tiền của ta hết thảy, không ai được đụng vào tiền của ta ngoài ta ra. Rồi hãy nghĩ cảm tưởng của họ ra sao khi ở cõi tình cảm. Họ thấy có người may mắn tìm ra chỗ cất giấu vàng bạc này và không chừng xài phung phí số tiền ấy. Người hà tiện không thể làm gì được. Tuy rất có thể anh ta luẩn quẩn một thời gian lâu sau khi chết quanh chỗ giấu tiền, anh có thể tìm cách dụ người tìm vàng đi chỗ khác. Chắc chắn anh làm hết sức mình để đuổi họ đi, nhưng anh không biết cách nào để nói với họ ngoại trừ lúc họ ngủ và tạm thời bước qua cảnh giới của anh. Trong đa số trường hợp không ai nhớ lại buổi nói chuyện như thế khi thức dậy, nên cố gắng của anh không chi phối được ai. Thế cho nên ta lại thấy, tuy không ai trừng phạt người này, nhưng anh đau khổ vì lòng thèm muốn và tham lam không được kềm chế. Anh chỉ có được sự an vui khi bỏ được lòng ham thích những gì thuần vật chất. Một trường hợp khác rất hay thấy là của người hết sức ghen tuông. Tưởng mình thương yêu ai đó, nhưng thực ra tất cả điều họ muốn là chiếm hữu phần hồn lẫn phần xác của đối tượng để có thỏa mãn riêng tư. Ai thực tâm thương yêu sẽ hân hoan thấy người của mình yêu được kẻ khác ái mộ, chú ý, nhưng người ghen tuông thì khác. Lúc còn sống mà ghen tuông thì khi chết anh vẫn giữ tính đó, tự dằn vặt mình không ngưng và vô ích. Khi lom lom trông chừng và ghét bỏ ai đến tán tỉnh người mà anh nghĩ là anh thương yêu, tìm đủ cách để ảnh hưởng họ nhưng chỉ tốn công vô hiệu. Cũng như trước, không ai trừng phạt người hay ghen như thế, họ chỉ nhận lấy kết quả của sự khờ dại của họ do luật nhân quả hay karma mang tới, theo tác động không thể kiềm chế được của luật. Cách duy nhất có thể giúp cho họ là khuyên họ hợp lý, tìm cách cho thấy là họ đang hành động điên rồ. Giải thích rằng chuyện duy nhất phải làm để được bình an là gạt bỏ tính ích kỷ khi thương yêu, và cần nhận thức là không ai có thể chiếm hữu linh hồn cũng như thân xác của người khác dù muốn tới đâu đi nữa. Ta qua thí dụ chót ở cõi luyện tội, có nhà doanh thương lần kia làm tiêu tan sự nghiệp của người cạnh tranh với mình.
Khi bạn hữu chỉ trích thì anh ta nói mạnh tay hành động là tốt cho việc kinh doanh, và kẻ bị thiệt hại có được bài học mà sau này sẽ hữu ích cho họ. Đúng thế, vài năm trôi qua, kẻ bị thua khi trước nay vươn lên thành công nhiều lần hơn người mà đã hại anh. Và kẻ nhẫn tâm lấy đó làm chuyện để chứng tỏ mình đúng, rằng cạnh tranh tàn nhẫn thực ra là phước lớn cho người bị thua. Kẻ này không nghĩ gì thêm về chuyện ấy trong kiếp đó, nhưng khi qua đời sang cõi luyện tội thì họ thấy sự việc khác hẳn. Ở đó, anh được cho thấy là sau khi tiêu tan sự nghiệp, kẻ bị hại về cho vợ hay việc bất hạnh của mình, con trai của người này bắt đầu vào đại học phải bỏ ngang đi tìm việc, nhận làm chân thư ký nhỏ mọn. Người cha bắt đầu trở lại và như đã nói, ông ta trở nên giàu có về sau, nhưng lúc đó đã quá trễ để giúp con. Và chuyện gì sẽ xảy ra cho cậu con trai? Cậu cho rằng định mạng đùa giỡn với mình, hóa ra đắng cay, cho nên thay vì tận dụng tối đa hoàn cảnh mới, cậu ta lại chơi với bạn xấu, kiếm tiền bằng cách bất chính để cuối cùng vào tù. Sự việc gây khổ não cho mẹ anh, làm cho bà đau buồn mà chết. Chọn câu chuyện thấy từ đầu cho tới cuối là một thảm kịch to tát, và ta có thể tưởng tượng ra nỗi đau khổ của thương gia nhẫn tâm khi họ ý thức rằng lòng tham lam thiếu suy nghĩ của họ lúc ấy không những đã tạm thời làm tiêu tan sự nghiệp của kẻ cạnh tranh với mình, mà còn gây ra cái chết của một người đàn bà và hại cuộc đời của cậu trai trẻ. Ở cõi bên kia, con người thấy được trọn vẹn kết quả mọi hành động của mình, và ít ai không bị đau khổ khi nhìn lại, cùng tự hứa là trong kiếp mai sau họ sẽ xử sự khác đi. Cõi luyện tội là nhằm làm cho ta thay đổi quan niệm với những việc như thế, và khi quan niệm đổi khác thì ta học xong kinh nghiệm ở cõi này. Thông thuộc bài học bảo đảm rằng trong những kiếp sau khi qua đời và bước sang những cảnh thấp của cõi tình cảm, ta chỉ phải dừng chân ngắn ngủi với những kinh nghiệm tương tự như thí dụ ở trên. Ta chỉ phải học bài học một lần mà thôi, và nếu nhờ vậy tâm tính thay đổi thì tránh được nhiều khó khăn, đau lòng trong tương lai. Kinh nghiệm về cõi tình cảm của người trung bình và dưới mức trung bình tương ứng với đời sống của họ ở cõi trần. Chuyện cũng y như vậy cho người trí thức trên trung bình và phù hợp theo cách sống của họ. Người như thế đi qua những cảnh thấp của cõi tình cảm mau hơn rồi vào cảnh cao, nơi chẳng những họ có thể tiếp tục bất cứ cuộc thí nghiệm nào ưa thích, mà còn có thể quy tụ thêm những ai cùng sở thích chung quanh họ. Ta thường thấy những tụ tập như thế giữa khoa học gia với sinh viên, nhà toán học với nhóm nhỏ hơn. Cả hai nhóm thấy cõi tình cảm thích hợp để làm việc hơn là ở cõi trần, vì nay họ có thể nghiên cứu không gian bốn chiều và có cơ hội thí nghiệm. Nghệ sĩ thì có nhóm học trò chăm chú bắt chước tài nghệ của ông, và nhạc sĩ cũng vậy. Người sau thật là hạnh phúc vì họ có cơ hội được nghe âm nhạc của thế giới, mà luôn cả âm nhạc của thiên nhiên từ biển, gió, không gian. Vì quả là có âm nhạc của các hành tinh khi chúng di chuyển trong không gian lồng lộng. Âm nhạc và màu sắc nối kết với trọn không gian bao la, nhưng ta ý thức về nét vinh diệu của sự sống trong vũ trụ ít như con kiến hiểu biết về cuộc sống của người với biết bao sinh hoạt. Nhạc sĩ có thể gặp các đại thiên thần âm nhạc, các ngài biểu lộ qua âm nhạc, bằng âm nhạc, và âm nhạc đối với các vị này thì như ngôn ngữ đối với ta. Về sau anh sẽ được nghe thêm về sinh hoạt của các ngài. Với người thiên về tinh thần, suy gẫm sâu xa, điều thanh cao thì họ bước vào nơi an lạc vô tận. Trong suốt cuộc sống ở cõi trần, họ phải dựa vào niềm tin và khả năng lý luận của mình. Nay họ có thể chứng minh được sự thật của những lý thuyết mà họ đã nghiên cứu dưới thế. Ta không thể tưởng tượng hết được niềm vui và an lạc mà hiểu biết này mang lại cho người như vậy. Họ đã phấn đấu trong cảnh tối tăm và bây giờ phần nào tìm ra được ánh sáng. Có lẽ người từ tâm với ý tưởng, mục tiêu duy nhất trong đời muốn giúp đỡ đồng loại, là người có cơ hội tốt đẹp hơn hết thảy. Vì nay họ được tự do để dành chọn thì giờ để cứu giúp an ủi kẻ nào cần đến họ. Nếu làm phần việc đặc biệt là giúp cho ai vừa qua đời thì họ sẽ bận rộn trong suốt khoảng thời gian ở cõi tình cảm. Trong thời chiến có nhu cầu rất lớn cho việc này, vì người không hiểu biết thì nhiều mà người cứu trợ lại rất ít. Ai làm công tác đó là nắm lấy cơ hội bằng vàng để tạo nhân quả hết sức tốt đẹp cho riêng mình. Vậy hãy học hỏi không phải để giúp riêng mình, mà vì nhờ hiểu biết này,
anh có thể giúp đỡ cho người khác lúc nguy khó, cũng như anh có thể dự phần vào cơ tiến hóa vĩ đại và trở thành, như ai biết suy nghĩ nên thành người dẫn đường giúp đỡ kẻ chưa hiểu biết. Hôm nay ta đi tới một trong những chuyện lý thú nhất về cõi tình cảm là trẻ con. Vì nói cho cùng, không phải trẻ con thực ra đã làm nên thế giới sao? Chỉ cần dự lễ Giáng sinh trong gia đình không có trẻ con là sẽ thấy giọng nói vui vẻ, chơi đùa nhộn nhịp, làm cho Giáng sinh là lễ tưng bừng nhất trong năm. Thiếu trẻ con thì căn nhà hóa trống vắng và thế giới như không có hạnh phúc chút nào. Tiếng cười của trẻ thơ là điều tuyệt vời nhất trên thế gian, và ai từng chăm lo cho trẻ nhỏ sẽ là người thấy mất mát nhiều nhất. Khi chúng trưởng thành bước vào dòng đời quay cuồng của người lớn, dường như trẻ con là kẻ hồn nhiên nhất trong nhân loại, là kẻ duy nhất biết vui sống là gì. Lý do nằm ở sự kiện là khi trở lại cõi trần, chúng vẫn còn nhớ cuộc sống tuyệt diệu ở cõi thiên đàng vừa dày bỏ, còn giữ lại phần nào ký ức về cảnh đời cao đẹp nhất với thiên thần, tinh linh, nơi có nét mỹ lệ mà ta không sao mơ tưởng nổi khi ta trưởng thành, nhiễm tính duy vật, tập cư xử cho hợp thói đời. Loài thú cho thấy điều tương tự, ngay cả sư tử con cũng dễ yêu như các em bé. Khi mới sinh ra chúng chưa biết sợ vì chúng vừa từ cõi tình cảm xuống là nơi không có lòng sợ hãi. Nhưng sau vài tháng hay một năm, bản năng là một phần của hồn khóm mà chúng thuộc về. Nay từ từ thấm vào, sư tử con nảy lòng sợ hãi và nghịch với người khiến chúng không còn được xem là thú nhà an toàn nữa. Quan niệm chung cho rằng không có gì đáng buồn hơn việc trẻ chết sớm vào bất cứ lúc nào trong giai đoạn thơ ấu nhất là khoảng chúng được 3 tuổi. Tính thơ ngây của trẻ không thuộc vào tuổi tác, có trẻ mất tính này khi bắt đầu vào trường, có trẻ vẫn giữ được tới tuổi thiếu niên. Ai chưa rõ phần sơ đẳng của luật tiến hóa cho rằng trẻ chết sớm là chuyện không nên có, vì lẽ tự nhiên là người đời thắc mắc tại sao cha mẹ phải bị đau khổ như vậy, và trẻ ra đi quá sớm thì có lợi gì. Tuy nhiên, ai hiểu luật tiến hóa hẳn ý thức rằng trẻ con là cá nhân riêng biệt, xuống cõi trần để học kinh nghiệm và có vận mạng riêng của chúng. Nếu chết sớm, trẻ có ít kinh nghiệm và chỉ cần ít thì giờ để chuyển hóa số kinh nghiệm này sau khi rời khỏi cõi trần, nên trẻ chết yểu thường trở lại ngay để bắt đầu kiếp khác. Trẻ không bị mất mát hay đau khổ gì vì chết non. Nếu người trung bình chịu bỏ công học hỏi để có hiểu biết này thì đời sẽ vui hơn biết bao. Khi em bé sắp sửa qua đời thì nên có nghi lễ tôn giáo để bảo vệ cho em, tạo nên một làn rung động có ảnh hưởng rõ rệt, để không gì có thể gây nguy hại cho em. Khi trẻ qua cõi tình cảm, chúng có cuộc sống thật hạnh phúc vì không có gì cấm đoán ngăn cản. Chúng không hề bị bỏ rơi vì luôn luôn có những bà mẹ đã qua đời sẵn lòng chăm sóc cho trẻ thơ chết sớm. Các bà vẫn giữ tình mẫu tử ở cõi tình cảm như lúc còn sống ở trên cõi trần. Và các bà mẹ này không còn phải lo về cái nghèo, sự thiếu ăn, thiếu mặc, lạnh giá. Ngủ cũng không còn cần thiết, cho nên bà mẹ có thật nhiều thời giờ để lo cho trẻ nhỏ mà bà nhận vào lòng. Ngoài nỗi hân hoan sinh ra do việc trông nom, chơi đùa với trẻ, bà có thể dạy em học, chỉ cho thấy bao nét mỹ lệ giữa nhiều hình thức khác nhau ở cảnh giới này. Việc dạy dỗ như vậy có thể lưu lại trong tiềm thức của trẻ, khiến cho chúng quan tâm đến nét mỹ thuật của sự sống trong kiếp sau. Ngoài các bà mẹ nuôi lúc nào cũng sẵn sàng đó, còn rất đông người cứu trợ ở cõi tình cảm sẵn sàng chỉ dẫn ai chân ước chân giáo mới qua đời bước lên cõi tình cảm. Giống như người lớn, trẻ con không thay đổi khi qua cảnh giới bên kia. Lúc nào cũng có nhiều người muốn chơi đùa cùng em, có cả tinh linh dự vào nhiều trò chơi của trẻ ở nơi này. Thử nghĩ đến trẻ nhỏ giàu tưởng tượng, tạo ra trong trí của mình khung cảnh tuyệt vời của chuyện thần tiên em đọc trong sách. Sang cõi tình cảm, em không còn phải giả bộ chơi, vì ở đây hễ vừa tưởng tượng chuyện gì thì nó hiện ra ngay lập tức cho thấy. Bởi vật chất cõi tình cảm được nhào nặn theo tư tưởng, bao lâu trẻ còn tưởng đến chuyện gì thì chuyện sẽ còn đó. Thay vì ngồi trong bồn tắm cũ kỹ với hai khúc cây là mái chèo, em nhỏ muốn chèo thuyền trên sông, chỉ cần nghĩ đến dòng sông, đến con thuyền, mái chèo là tất cả có ngay cho em sử dụng. Trẻ em nào thích làm anh hùng trong chuyện thì chỉ cần nghĩ một cách mạnh mẽ rằng mình là anh hùng, và lập tức em trở thành người hùng theo óc tưởng tượng của em.
chất liệu mềm dẻo của cõi tình cảm được uốn thành bất cứ hình dạng nào. Nên trong khoảng thời gian đó, em nhỏ y hệt là điều mà em tưởng tượng. Em có thể thành vua Quang Trung, Batman, diệt bạo trừ gian, Harry Potter. Nghĩ tới cái gì là em thành ra cái đó. Và khi chơi chán một trò chơi, em chỉ cần nghĩ tới nhân vật khác là chất liệu tuân theo ý em ngay. Điều học hỏi này hết sức bổ ích cho trẻ, vì bằng cách ấy em học được nhiều điều không thể có trong điều kiện ở trên cõi trần. Chúng ta đều biết là trẻ con hỏi luôn miệng, và biết bao lần ta không trả lời được câu hỏi của em, vì có những điều trẻ không hiểu được do trí óc còn non nớt, thơ dại. Đôi khi ta còn la dậy không muốn trẻ hỏi, chẳng phải vì muốn ngăn cản sự tiến bộ của em, nhưng không đáp xem ra tốt hơn là đáp lại, mà tạo cảm tưởng sai lầm. Sang đến cõi tình cảm, những điều kiện nơi đây thay đổi tất cả. Thắc mắc của em được trả lời bằng hình ảnh hiện ra ngay ở trước mắt. Hình còn đó sống động bao lâu ta còn tập trung tư tưởng vào nó, và hình giải đáp thắc mắc tuyệt hơn là cắt nghĩa dài dòng. Người ta hỏi trẻ có nhớ cha mẹ bạn bè hay không? Không, chúng không nhớ, vì khi ngủ ai cũng sang cõi tình cảm là nơi trẻ qua đời đang sống. Cha mẹ thương kiếc con vì nghĩ là đã mất nó, nhưng họ gặp con trở lại khi vừa thiếp ngủ, tách ra khỏi thân xác. Họ có thể nói chuyện và chơi với con, tiếp tục dạy con, vân vân. Thực tế là họ có thể tiếp tục làm cha làm mẹ như ở cõi trần, nhưng tiếc là cha mẹ không nhớ chút gì khi tỉnh giấc vào buổi sáng. Trẻ khi chết trở thành vô hình với cha mẹ bình thường, chưa có thông nhãn. Trong khi đó, em luôn thấy cha mẹ, tức thể tình cảm bao quanh xác thân của họ. Cha mẹ không hề vô hình đối với trẻ, cho nên thường khi lúc họ khóc thương con đã chết thì chính trẻ ấy đang đứng ngay bên cạnh, tìm đủ mọi cách để nói chuyện với họ. Lúc đó trẻ thấy cha mẹ sao lạ lùng kỳ cục, bởi không hiểu rằng tuy em thấy cha mẹ nhưng họ lại không nhìn thấy em. Thắc mắc khác cũng thường nêu ra là trẻ có lớn lên ở cõi tình cảm không? Khó mà trả lời câu hỏi này, vì nếu ta hỏi trẻ thì em đáp ngay là có, em lớn nhiều lắm. Như đã nói, thể tình cảm không tăng trưởng sau khi chết, và tuy trẻ nảy nở tâm trí, học hỏi nhiều hơn, nhưng thể tình cảm vẫn y như lúc em mới qua đời. Sự nảy nở của cơ thể chỉ cần thiết ở cõi trần. Sau khi chào đời, cơ thể lớn từ từ cho tới khi cao lớn trọn vẹn. Và khi chết vào bất cứ lúc nào thì sự tăng trưởng tự động ngưng lại. Nay không còn thân xác cho thể tình cảm tượng hình theo thì nó cũng dừng không lớn nữa. Khi trẻ bảo em có lớn, nó muốn nói là trẻ nghĩ em có lớn. Thể tình cảm lập tức đáp ứng theo tư tưởng đó, nên trong một lúc nó lớn hơn. Nhưng khi em nghĩ sang chuyện khác thì thể tình cảm trở lại kích thước cũ. Chuyện không có gì là bí ẩn, mà chỉ là tác động của luật thiên nhiên, và vật chất cõi cao hay thấp đều tuân theo luật. Có lần tôi gặp chuyện rất lý thú về việc này. Có cặp vợ chồng cùng thiệt mạng trong tai nạn xe hơi. 10 năm trước họ mất con gái nhỏ 5 tuổi. Người chồng từng học hỏi về huyền bí học thì tin là sẽ thấy con gái y như lúc em còn sống, nên khi gặp ông đưa tay bế con như khi xưa hay làm vậy lúc ở sở trở về nhà. Người vợ không học về những chuyện này nên tự nhiên tính là con gái bây giờ phải 15 tuổi và tin rằng một thiếu nữ dậy thì sẽ chờ đón mình ở thế giới bên kia. Bà không bị thất vọng chút nào vì gặp cô gái xinh xắn có gương mặt và đôi mắt quyến rũ như bà tưởng tượng là vóc dáng của con mình khi em lớn lên. Bà đón con và nói, "Chao ơi, con của mẹ lớn mau quá, sắp thành một thiếu nữ rồi." Người chồng biết về đặc tính mềm dẻo của vật chất ở cõi tình cảm nên không ngạc nhiên chi hết, không giải thích làm cho bà cột hứng rằng cái bà thấy chỉ là hình tư tưởng do bà tự tạo ra về con gái mà họ vẫn gặp mỗi đêm lúc ngủ trong 10 năm qua. Thí dụ này cho thấy tuy sự thực là thể tình cảm của ta không lớn lên ở cõi đó, nhưng với ai không tin hay thấy sự việc khó hiểu thì ảo tưởng của họ cũng làm thỏa mãn, và chuyện không có hại cho ai. Trước khi chấm dứt phần nói về trẻ con ở cõi tình cảm, xin đưa thí dụ cho thấy cái chết trẻ của một em bé có thể có lợi đáng kể cho em. Có cặp vợ chồng tuy sống trong cảnh thiếu thốn nhưng mong ước có con. Chẳng bao lâu, bà sinh bé trai nhưng em chỉ sống được 2 năm rồi chết.
hai người đau đớn vì mất con không sao nguôi được. Cuộc đời khi trước hạnh phúc bao nhiêu thì nay trống rỗng, lạnh lẽo và bầu không khí trong gia đình sầu thảm cực độ. Theo với thời gian, họ nguôi ngoai dần nhưng nỗi buồn mất con vẫn còn đó, và họ làm chuyện tệ hơn cho nhau do việc không ai nhắc tới điều này nữa. Có nghĩa trong lòng hai người càng thương nhớ con hơn. Đứa trẻ mà cả hai cùng thương yêu và cùng hoạch định tương lai cho con nay đã rời bỏ họ. Sự mất mát, nỗi đau khổ thật lớn lao, và họ tự hỏi làm sao gọi Thượng Đế là cha lành cho được khi Ngài bắt họ phải chịu số phận ấy. Hai vợ chồng phản ứng khác nhau với chuyện đau lòng. Trong lúc người vợ lo công việc nhà và cầu trời rằng ngày kia mình sẽ có em bé khác, thì người chồng vùi đầu vào chuyện làm ăn, tin rằng miệt mài như vậy sẽ làm anh quên sự mất mát to lớn kia. 5 năm sau cái chết của đứa con đầu lòng, người vợ sinh một bé trai khác, và không gì làm họ vui sướng hơn. Bé trai này cũng chính là bé trai đã mất cách nay 5 năm. Kết quả bao năm cần cù làm ăn của người cha khiến gia đình khá giả hơn. Và tới lúc con đi học, anh có đủ khả năng cho con học hành đầy đủ, trong khi 5 năm trước anh sẽ không có đủ tài chính để lo. Kết quả của cái chết có vẻ như vô ích là trước tiên cặp vợ chồng trả bớt một số nhân quả khi mất con và đau khổ. Kế đó, đứa trẻ mà linh hồn có quyền hưởng một nền học vấn tốt đẹp nhờ hành động của kiếp trước, phải rút lui khỏi thân xác của đứa con đầu lòng, chờ 5 năm để trở lại sinh làm đứa con thứ nhì. Linh hồn không bị thiệt hại gì do những chuyện này, mà được lợi nhờ vào những cơ hội có đó khi tái sanh lần thứ hai. Sinh trễ vài năm không có nghĩa lý gì trong cuộc tiến hóa, nhưng có khi sớm hay trễ vài năm cho ra sự khác biệt to tát trong cảnh nhà của một gia đình ở cõi trần, và có thể mang lại hệ quả sâu xa cho linh hồn nào sinh vào khung cảnh ấy. Tóm lại, nói chung là con người cần lên cõi thượng trí là nơi cư ngụ của linh hồn nếu anh đã sống một kiếp dài trung bình. Muốn lên nơi ấy, con người phải qua cõi tình cảm, sống một lúc ở chỗ đó rồi bỏ thể tình cảm để sống trong thể trí ở cõi thượng giới. Tại đây, anh đúc kết mọi kinh nghiệm trí tuệ và nỗ lực học hỏi ở cõi trần. Làm xong việc này, anh cũng thải bỏ thể trí và chỉ tạo thể tình cảm và thể trí mới khi đến ngày giờ tái sinh. Nói như vậy để cho anh ta thấy rằng đôi khi trẻ nào chỉ sống một kiếp ngắn ở cõi trần rồi chết đi, em sẽ có rất ít kinh nghiệm để đúc kết, cho nên chỉ sống vài năm ở cõi tình cảm mà thôi. Rồi có thân xác mới nhưng giữ y thể tình cảm và thể trí của kiếp ngắn ngủi trước. Hẳn anh bắt đầu hiểu rằng cuộc tiến hóa là tiến trình chậm chạp. Ta sẽ hiểu được nó dễ hơn nếu có thể nhìn được trọn cơ trời, thay vì chỉ một phần mà đa số chúng ta thấy sơ qua khi ở dưới trần. Còn nhiều điều tôi sẽ phải chỉ dẫn cho anh về cuộc sống ở cõi tình cảm, và anh sẽ có dịp hỏi về những chuyện chưa thông suốt. Trước khi chia tay, tôi đề nghị một thí nghiệm mà tôi tin là anh rất muốn làm. Tối hôm qua, tôi được phép của chân sư cho anh cơ hội để thấy tận mắt những gì tôi trình bày với anh trong mấy ngày qua. Ngài là vị gửi tôi đến nói chuyện cùng anh và là một trong những đấng cao cả giúp chăm sóc địa cầu. Việc tôi đề nghị là anh làm một cuộc hành trình qua cõi tình cảm, và nếu anh theo đúng lời chỉ dẫn, tôi có thể giúp cho anh nhớ được nhiều việc anh thấy và làm trong lúc rời khỏi thể xác. Sáng mai tôi không tới đây như thường lệ. Anh có thể dành trọn buổi sáng coi lại tất cả bài đã ghi trong 6 ngày qua, xem kỹ chi tiết càng nhiều càng tốt. Vì nếu muốn cuộc thí nghiệm này có lợi, anh sẽ phải nhớ nhiều chuyện tôi đã nói với anh. Điều anh nhớ được sẽ khiến những gì bây giờ còn mù mờ hóa ra rõ ràng, dễ hiểu. Anh không được ăn thịt hay uống rượu hôm nay và ngày mai. Tôi biết anh ăn rất ít thịt và hiếm khi uống rượu nhiều, nhưng một chút rượu cũng gây khó khăn cho tôi, vì phần việc của tôi là gây ấn tượng lên tế bào não của anh để cho anh nhớ lại đã làm chuyện gì nơi cõi tình cảm khi trở về với thân xác. Có thể ta không thành công 100%, nhưng cứ thử, và bởi chân sư thỏa thuận chương trình, tôi tin là Ngài sẽ giúp cho tôi thực hiện. Tối mai, anh phải ăn tối lúc 7 giờ, về phòng sau khi ăn và lên giường ngủ lúc 9 giờ 45. Tôi có viên thuốc anh cần uống khi đi ngủ để giúp cho anh ngủ say hồi 10 giờ là lúc tôi tới. Trước khi ngủ, hãy ráng tưởng tượng anh nằm trên giường trông ra sao.
Cách đơn giản nhất là tưởng tượng có một tấm gương thật lớn ở trên trần nhà, ngay bên trên giường, và anh sẽ thấy gì trong gương khi lên giường. Tôi muốn anh giữ hình ảnh này trong trí khi thiếp ngủ, vì đó là cái anh sẽ thấy ngay khi rời khỏi thân xác. Mới đầu anh sẽ ngạc nhiên khi thấy có vẻ như anh đang nằm trên giường, trong khi anh là người thật đang nhìn xuống thân xác, nên tự nhiên anh cảm thấy sợ hãi và muốn vội vã trở về thân xác. Làm như vậy sẽ khiến cho anh thức dậy ngay. Tôi cho anh hay trước điều này để tránh không cho nó xảy ra. Tuy mỗi đêm anh rời khỏi thể xác nhưng anh không nhớ gì cả, bởi anh không tỉnh thức khi lìa xác thân. Bây giờ tôi giúp để không có gián đoạn nào trong tâm thức lúc anh bắt đầu thiếp đi và ý thức mình đang tách khỏi cơ thể. Tôi sẽ giúp cho anh duy trì sự liên lạc tâm thức đó từ khi chìm vào giấc ngủ cho tới lúc trở về với thân xác vào buổi sáng. Như thế, anh sẽ không gặp chút khó khăn nào trong việc hồi nhớ và có thể tả lại mọi chi tiết chuyện mà anh làm khi ở trong thể tình cảm, lúc cơ thể nằm ngủ ở trên giường. Nếu không có sự liên tục về tâm thức đó, anh sẽ nhớ chút ít hay không nhớ gì cả. Chỉ nhớ loáng thoáng phần nào một hay hai chuyện xảy ra và xem đó là giấc mơ. Giấc mơ của đa số người là những phần rời rạc của chuyện gì họ làm trong lúc ngủ và thường bị tế bào não biến đổi. Nhớ lại chính xác tất cả chi tiết là chuyện không dễ, mà phải mất nhiều năm học hỏi, tập trung tư tưởng và thực hành mới đạt được kết quả hoàn hảo. Cho nên tôi không dám đảm bảo là anh sẽ nhớ hết mọi điều, ngay cả khi được thầy tôi giúp đỡ. Bằng giả dụ được thành công hoàn toàn thì anh không nên thất vọng khi trong những dịp tới lúc thức dậy anh không nhớ lại chút gì. Đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Bây giờ tôi phải đi, hẹn gặp anh tối mai. Ngày mốt tôi cũng không đến gặp anh, vì tôi muốn anh viết lại tất cả những gì nhớ được về kinh nghiệm ở cõi tình cảm. Ta sẽ thảo luận các chuyện này khi tôi đến 3 ngày sau, cũng vào giờ thường lệ. Hãy tự tin và mọi chuyện sẽ tốt. Chương 4. Một trong những chỉ dẫn cho tôi làm là ghi xuống tất cả những gì nhớ được về chuyện gì xảy ra hồi tối hôm qua. Nghe thì đơn giản, nhưng tôi có thể nói ngay với độc giả rằng cuộc thí nghiệm thành công mọi mặt. Không biết tôi có nhớ hết mọi việc xảy ra hay không. Tôi mong rằng thầy tôi sẽ cho tôi rõ khi ông đến hôm nay. Nhưng tôi nhớ nhiều tới mức phải xếp đặt tư tưởng thật cẩn thận để ghi xuống. Đó là một đêm tối không trăng. Tôi lên giường lúc 9 giờ 45 tối như đã dặn, uống viên thuốc mà thầy đưa và chú tâm tưởng tượng xem mình sẽ thấy gì trong chiếc gương bên trên giường. Cạnh giường có cái đồng hồ quả lắc nhỏ của Pháp. Nó là một bảo vật của tôi vì nó khá đắt tiền lúc tôi mua nó hồi còn là sinh viên nghèo ở Đại học Cambridge. Nó gõ tiếng thanh thoát nhẹ nhàng mỗi khắc và đúng mỗi giờ. Tiếng gõ này chưa hề làm cho tôi mất ngủ hay khó ngủ. Khi nghe chuông gõ khắc cuối trước 10 giờ, tôi uống thuốc ngay. Và đúng lúc nghe chuông thánh thót đầu tiên chuẩn bị cho tiếng gõ lớn đúng 10 giờ, tôi cảm thấy có gì rất lạ xảy ra trong cơ thể. Có cái gì đó trong người như lơi dần, và tôi cảm thấy như mình đang tuột ra khỏi thân xác. Vì trước khi quả lắc khởi sự gõ 10 tiếng, tôi thấy mình lơ lửng trong không, nhìn xuống thân thể nằm ở trên giường y như đã được cho hay trước. Chỉ có điều là tôi không đứng trên sàn nhà mà cách sàn khoảng 3 tấc. Về sau tôi mới thấy như vậy. Khi ý thức là mình đứng ngoài cơ thể, tôi thấy tim hồi hộp nhưng không sợ lắm. Và chắc chắn là tôi không muốn vội vã nhập trở vào. Chẳng những ngạc nhiên mà tôi còn thấy rộn ràng, hứng chí, mà cũng hơi sợ cái bất thường. Tôi lạ lùng thấy trời sáng như ban ngày. Đây là lần đầu tiên tôi cảm biết là ánh sáng ở khắp mọi nơi, bất cứ lúc nào ở cõi tình cảm. Và tuy lúc đó tôi không để ý tính chất của nó, về sau tôi thấy nó có màu xám xanh. Để bạn tưởng tượng được căn phòng của tôi thấy ra sao thì nó giống như trời sáng lúc rạng đông, chỉ có điều sáng hơn nhiều lần. Tôi nghe có tiếng cười hân hoan sau lưng. Lạ cái là nó không làm cho tôi giật mình chi hết. Tôi quay lại thấy Charles giống y như lần cuối tôi gặp em. Rõ ràng là hắn thích thú thấy tôi ngạc nhiên và vẻ sừng sốt trên mặt của tôi. Hắn toét miệng cười với những vết nhăn quen thuộc mà trước kia tôi biết rất rõ. Tôi tự động chộp lấy tay Charles và cảm ngay là bàn tay rắn chắc rất thực như ngày nào. Vị thầy Ấn Độ nãy giờ vẫn hiện diện trong phòng
mà tôi không để ý lên tiếng. Phải, Josh vẫn là anh ta như tôi đã nói với anh. Và bởi bây giờ anh dùng một thể y như Josh, tự nhiên là hắn thành chuyện thực đối với anh như anh đối với hắn. Nỗi vui lớn lao được gặp lại Josh khiến cho tôi bắt tay hắn phải lâu tới 1 hay 2 phút, đặt tay lên vai của em để biết chắc là em của tôi quả thật đang đứng trước mặt bằng xương bằng thịt. Tôi thấy nó hiểu là tuy thể tình cảm có đường nét y hệt thân xác, nhưng nó không phải là vật chất, không xương không thịt. Nhưng Josh là thật đối với tôi. Tôi hỏi em đủ thứ chuyện như khi ta gặp người thân vắng mặt đã lâu, muốn biết hắn làm gì, có vui không, vân vân. Và khi Josh có thể xen vào giữa những câu dồn dập của tôi thì hắn chỉ ôn tồn nói rằng: anh đừng lo, em mạnh và vui lắm như anh sẽ thấy. Tôi nhận xét là hắn vẫn còn mặc quân phục thì Josh đáp rằng: ủa, vậy ư? Và thêm rằng hắn không nhớ mình đang mặc gì. Vị thầy Ấn Độ mới giải thích là tôi thấy Josh trong quân phục vì đó là quần áo của Josh mặc lúc tôi gặp em lần cuối ở trên cõi trần. Tối nay, trong tiềm thức tôi tạo hình tư tưởng về Josh mặc quân phục nên chất liệu mềm dẻo nơi cõi tình cảm lập tức uốn theo tư tưởng của tôi. Thầy cũng nói là cho dù trước khi gặp lại Josh có nghĩ xem sẽ mặc gì, tôi cũng không thấy được y phục đó trừ phi em nói cho tôi hay. Tôi sẽ luôn luôn thấy em mặc như là tôi nghĩ thôi. Khi ấy, vị thầy Ấn Độ hỏi tôi muốn làm gì. Josh đề nghị là chúng tôi bắt đầu bằng bữa ăn tối ở cõi tình cảm. Hắn hỏi tôi có muốn đến nhà hàng Trocadero Grill là chỗ mà chúng tôi thích tới lúc còn ở Anh với nhau. Tự nhiên là tôi nói, đi. Tuy thắc mắc không biết làm sao đi, nhưng đã thấy Josh sống động, rất linh hoạt là khác. Tôi nghĩ chuyện gì cũng làm được. Josh nói, vậy ta đi ngay và bắt đầu ra khỏi phòng. Tôi bước tới mở cửa, nhưng Josh chọc quẹo tôi. Em cắt nghĩa rằng tôi cần quen với cách đi đứng ở cõi tình cảm là đi xuyên qua cửa không cần phải mở. Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng tôi thấy quả thật là như vậy. Cánh cửa không còn là chướng ngại cản tôi đi qua. Phòng ngủ của tôi ở trên lầu nên tôi khởi sự xuống thang theo cách bình thường. Josh đi trước và tôi để ý thấy hắn không đặt chân lên nấc thang mà lướt xuống bên trên nấc thang chừng 3 tấc. Nên tôi bắt chước làm theo. Mới đầu tôi thấy lạ, nhưng việc không còn sức hút trái đất mà ta chịu ảnh hưởng ở cõi trần chẳng bao lâu trở thành lợi điểm và ta quen rất mau. Chúng tôi đi khá nhanh, tôi theo sát em tôi và vị thầy Ấn Độ đi ở bên kia của tôi. Tôi hỏi Josh rằng làm sao hắn biết đường tới Anh Quốc thì hắn đáp, chẳng bao lâu tôi sẽ biết cách tìm đường dễ dàng. Chúng tôi băng qua hải cảng, lướt cách mặt biển chừng 10 thước. Nhìn quanh tôi thấy đèn ở Colombo mở xa dần, rồi trong vài giây xem ra chúng tôi không băng ngang qua vật nào cả. Khó mà nhận ra nơi chốn thực sự của chúng tôi đang đi ngang qua. Vì chúng vừa mới ló dạng ở chân trời thì bọn tôi đã vượt qua chúng. Ngoài ra cảm giác lướt nhanh vùn vụt cũng không có, vì không có gió thổi tốc vào mặt như khi ta lái xe với tốc vận cao ở cõi trần. Thấy như không có cản trở chút gì. Và về sau tôi khám phá là đúng như vậy. Bởi chất liệu cõi tình cảm rất thanh nhẹ nên khi lướt qua nó với vận tốc ghê gớm so với cõi trần thì cũng không gây ra sự xáo trộn chi cả. Trong phút chốc, bọn tôi vào đất liền và Josh bảo tôi đây là nước Anh. Hắn nói chúng tôi đi một mạch theo đường thẳng tới đây, tự nhiên là không cần phải lượn quanh chướng ngại nào cả, vì ở cõi tình cảm đi trên biển hay trên đất liền không có gì khác nhau. Tôi nhận ra mình tới Anh khi bắt đầu đi chậm lại ngang qua Dover và thấy mê say với việc di chuyển dễ dàng. Khó mà mô tả theo ngôn ngữ thông thường, nhưng nếu bạn tưởng tượng là có thể đi theo bất cứ vận tốc nào chỉ bằng cách nghĩ tới là được, thì đó là cách sự việc diễn ra. Khi gần vào đến đất liền, chúng tôi lướt cao hơn và bây giờ chúng tôi lướt cách nhà cửa cao nhất ở London chừng vài thước. Lúc chúng tôi rời Sri Lanka là hơn 10 giờ đêm một chút, tức là chừng 5 giờ 30 chiều ở Anh. Chúng tôi hạ xuống mặt đất khi tới công viên Hyde Park. Tôi biết trời vẫn còn sáng vì không thấy có đèn bật lên chung quanh. Nhưng ánh sáng ở cõi tình cảm hiện giờ nơi đây thì y hệt như ở Sri Lanka, đang là ban đêm.
Tôi thắc mắc về điều ấy thì được cho hay là vì thể tình cảm không hề cần nghỉ ngơi nên cõi này không có buổi sáng hay buổi tối. Đây là một trong những điểm thú vị đầu tiên về sự khác biệt giữa hai cõi làm cho tôi rất chú ý. Charles đề nghị với tôi là tôi đi bộ dọc theo đường Oxford và Regent để xem đi bằng thể tình cảm thì thấy ra sao. Đi bộ trên đường Oxford, nơi tôi vắng xa từ năm 1939, ngay trước chiến tranh, quả thật là một điều lạ lùng. Đường chật người vì là giờ tan sở, tuy vỉa hè đông người, nhưng chúng tôi không gặp khó khăn nào vì chúng tôi đi xuyên qua thân xác của những người đang đi ngược lại. Không phải là chúng tôi không biết mình đi xuyên qua họ, vì tôi thấy như thể mình đi vào khối xương nhỏ, bị bao trùm trong đó một lúc rồi vượt ra ngoài và mọi vật sáng sủa trở lại. Lớp xương không làm cản trở chút nào bước đi của chúng tôi, nhưng tôi cảm biết có nó. Và chuyện cũng tương tự như vậy khi tôi đụng người khác cũng đang dùng thể tình cảm của họ. Tôi cảm biết họ một chút, tuy thể của họ không ngăn trở gì chúng tôi cả. Ở cõi trần, ta hay nghe ai đó dùng mình nói là dường như có người trong phòng mà họ không nhìn thấy. Nay tôi biết cảm giác đó hẳn phải sinh ra khi người trong thể xác đụng chạm người trong thể tình cảm. Thể tình cảm rất đỗi thanh nhẹ, không gây ra trở ngại gì khi thể xác đi xuyên qua nó. Nhưng sự đụng chạm này cũng để lại một cảm giác phớt qua. Tôi nghĩ vị thầy Ấn Độ của tôi nhìn hẳn là khác người chung quanh vì y phục theo lối đông phương của ông. Tôi nói lên điều này và ông nói rằng chắc anh không để ý là tôi đã thay đổi cách ăn mặc. Nếu bây giờ nhìn lại, anh sẽ thấy tôi có y phục tương tự như người Âu Châu quanh đây. Tôi nhìn lại thì quả thực là như vậy. Ông không còn khăn đội đầu và bởi màu da của ông trắng gần như da của chúng tôi. Trông ông giống như các sinh viên Ấn Độ hay gặp ở London. Bởi được ông cho hay cho nên tôi nhìn ông theo hình dạng mà ông tưởng ra cho mình. Ông giải thích là ta sẽ quen với việc thay đổi trang phục của mình khi khung cảnh khiến cho ta nên làm như vậy. Chất liệu mềm dẻo của cõi tình cảm sẽ lập tức uốn theo tư tưởng phát ra.